Quỳnh Lập xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ. Và chương trình của chúng tôi luôn được phát sóng vào lúc 19:15 và mỗi tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Cứ đến cung giờ phát sóng vô cùng quen thuộc này là Lập cùng với hai người chơi đi tìm những câu trả lời thông qua những câu hỏi của chương trình đặt ra. Và đáp án đó chính là những câu ca dao tục ngữ của ông bà mình để lại. Vô cùng hay ho, vô cùng thú vị và không kém phần kịch tính. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón hai người chơi ngày hôm nay. Xin mời ạ. Trời, anh ba chị bảy vô đây bắt đầu mà là rần ráo riết à. Nôn thi là nôn quá rồi. Nhưng mà trước khi mình vô thi mình phải gửi lời chào đến khán giả à. Dạ, em chào anh Lập, chào anh Triết, chào quý vị khán giả đang xem chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ. Em tên là Võ Minh Ngọc, hiện tại em là diễn viên. Em rất là vui khi hôm nay được đến chương trình này. Xin chào Minh Ngọc. Minh Ngọc có một cái kiểu tóc rất là dễ thương, rất là đặc biệt luôn á. Lý do tại sao mình để kiểu tóc này á? Dạ, tại hồi đó mẹ em thích ăn bưởi anh. Cái có cái vỏ cái em lấy em chùm lên xong cái em cắt cái nó ra vậy, cái em để vậy luôn. Ủa thiệt hả? Ủa ý là có nghĩa rằng là kiểu tóc này mình để từ trước tới giờ luôn? Dạ đúng rồi. Không thay đổi? Dạ, để nhớ mẹ. Lúc nào cũng nhớ về mẹ. Wow. Nhưng mà em thấy rất là hợp với lại gương mặt này, nhìn dễ thương, nhìn nó mang lại nguồn năng lượng tích cực á, nhìn thích lắm. Cảm ơn Minh Ngọc nhiều nha. Còn anh Triết ơi, bây giờ tới anh nè. Anh chào Lập, anh chào Ngọc và chào tất cả các khán giả của chương trình. Mình là Minh Triết, mình hiện là cũng là diễn viên tự do. Thì theo như là cái mong muốn của Minh Ngọc đây cũng như là anh Triết này là đang rất là nôn nóng thi rồi đúng không ạ? Vậy thì bây giờ xin mời bạn Minh Ngọc và anh Triết đây về vị trí của mình để chúng ta bắt đầu chương trình. Cảm ơn Lập. Không biết là Minh Ngọc đây cũng như là anh Minh Triết là mình thích trời nắng nóng không? Không, đối với anh là không rồi. Anh rất sợ nóng. Anh sợ nóng? Ừ, còn dạ. Ngọc sao thì anh không biết. Dạ em cũng sợ nóng nhưng mà tùy lúc anh. Có lúc giống như là trời nắng nóng vậy đó, cái em nói là ông trời ơi mưa đi. Mà cái tới mình đi ngoài đường cái mình gặp trời mưa, ông trời ơi nắng đi cho con đi tới chỗ hẳn mưa. Đó là em khó chịu. Khó chịu. À, lý do tại sao mà Lập hỏi như vậy là bởi vì khi mà chúng ta nắng nóng á, là chúng ta sẽ bắt đầu mong cầu sự trời mưa. Đúng giống rồi. Như là Minh Ngọc mới vừa chia sẻ. Bởi vì ngày hôm nay chủ đề của chúng ta liên quan đến những cơn mưa. Mưa, cơn mưa tới. Dạ, cơn mưa tới. Và hy vọng rằng là ngày hôm nay với chủ đề là cơn mưa cũng sẽ xoa dịu và tắm mát tất cả quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta hãy đến với vòng khởi động, vòng đầu tiên. Vòng khởi động này gồm có 5 câu hỏi dành quyền trả lời bằng cách bấm chuông. Sau khẩu lệnh hết của MC mới được quyền bấm. Trả lời đúng sẽ được 20 điểm. Mình chủ động tự lật điểm luôn. Và nếu như mình trả lời sai thì người còn lại mới được phép trả lời. Rất đơn giản, dễ hiểu. Và bây giờ chúng ta hãy đến với câu đầu tiên của vòng khởi động với chủ đề cơn mưa. Mưa rơi cho ướt mái đầu, giữa trời không nón ba chấm ta về. Hãy điền vào chỗ trống với những đáp án sau. A. Cùng nhau. B. Với nhau. C. Dìu nhau. Hết. Đúng là anh Minh Triết nhanh tay hơn. Nói dành là dành. Mưa rơi cho ướt mái đầu, giữa trời không nón, dìu nhau ta về. Tại sao mình không cùng nhau mình về ta? Hay là mình với nhau mình về? Dìu nhau nghe nó tình cảm hơn, đương tựa nhau hơn, đúng không? Dạ, có cái tại sự vì... dìu dắt. Đúng rồi, dìu dắt dẫn dắt không? Nhau. Ờ, đúng không? Nếu mà về cùng nhau mà về cùng một lúc cũng là cùng nhau mà đi ra hai nhánh nó đúng rồi. Hai người về đụng cái cạch là cùng nhau. Ờ, đúng rồi. Rồi với nhau cũng chỉ là với nhau thôi, bây giờ là dìu nhau nó có cái sự giao thoa kết nối đúng không? Dìu nhau là mình dắt dẫn tương dắt nhau đi. Đúng. Cho nên đó là một đáp án chính xác. Chúc mừng anh. Rồi vậy là 20 điểm. Dạ. 20 điểm như vậy 200 anh ơi. 20 điểm là ở giữa, ở giữa. Ở đây đúng không? Ở giữa. Dạ rồi, đúng rồi. 20 điểm đầu tiên dành cho anh Triết. Cái câu này nó có ý nghĩa như thế nào ạ? À, em nghĩ là cái câu này nói về cái sự giống như là cùng nhau đi dù cho có khó khăn như thế nào thì cũng phải bên cạnh nhau vậy đó, em nghĩ là vậy. Đúng rồi đó. Có nghĩa là cái sự kề vai sánh vai với nhau, nương trợ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau.
Nếu mà có khó khăn gì, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, dìu nhau vượt qua những khó khăn đó. Chúng ta hãy đến với câu số 2, hy vọng rằng là Minh Ngọc sẽ nhanh tay bấm chuông nha. Câu số 2 tiếp tục điền vào chỗ trống. Kiến đen tha trứng lên cao, thế nào cũng có 3 chấm rất to. A. Mưa ào. B. Mưa rào. C. Mưa vào. Hết. Anh Chiếc ảnh không thèm bấm luôn đó. Ủa? Nhường em đó. Nhường em á. Xin mời Minh Ngọc đưa ra đáp án cho mình. Trời, con này em trả lời sai chắc em quê lắm luôn. À, để xem quê hay không nha. Rồi. Dạ. Đáp án của em là kiến đen tha trứng lên cao, thế nào cũng có mưa rào rất to. Mưa rào rất là to. Đáp án B. Mưa rào, đây là một đáp án chính xác. Và đáp án này mang về cho Minh Ngọc 20 điểm đầu tiên. Trời ơi, 20 điểm hay khó khăn quá. Đây là việc thể hiện kinh nghiệm dự đoán của ông bà. Ông bà đã quan sát những hiện tượng xung quanh, ví dụ như là con kiến mà bắt đầu nó tha trứng lên cao á, là mưa rào sẽ tới. Mưa rào là mưa lớn, rất lớn nhưng nó rất là nhanh. Thì mấy con kiến này nó sợ trứng nó sẽ bị trôi hay là bị tạt đi, nên nó phải tha lên cao để tránh những cái nước mưa nó dần lên. Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết. Côn trùng nó hay lắm, nó sẽ dự báo thời tiết được đó em. Ông bà hồi xưa làm gì có máy dự báo thời tiết. Đúng rồi. Toàn là nhìn những cái tập tính của động vật xung quanh vườn nhà mình để mà tính toán cái việc nên đi đồng hay là nên ra ruộng hay là đi ra biển hay không. Rất là hay. Và chúng ta đến với câu số 3. Sắp xếp các từ bị xáo trộn thành một câu hoàn chỉnh. Con sò, con hến, thương thay, đi đâu, chịu vậy, nắng mưa, biết bò, hết. Xin mời anh Trí ạ. Rồi, con cò, con hến, thương thay, đi đâu, chịu vậy, nắng mưa, biết bò. Thương thay, con hến, con sò, nắng mưa, chịu vậy, biết bò, đi đâu. Đó là một đáp án hoàn toàn chính xác, hay quá anh ơi. Em khen anh đi, em khen anh đi. Dạ lật 20 điểm đi anh. 20 dạ, điểm là 40 đúng không em? Đúng rồi, là mình 40 điểm. Hình ảnh con hến con sò tượng trưng cho những thân phận bé nhỏ, lại phải chịu thách thức và khó khăn. Qua đó câu ca dao muốn nhấn mạnh cái sự kiên nhẫn và cái sức chịu đựng của những con người trước biến động của cuộc sống. Tập cái sự chịu thương chịu khó của con hến và con sò. Dạ, người ta nói đi đâu sống cũng được. Hay ha. Và chúng ta hãy đến với câu tiếp theo của vòng khởi động. Liệt kê 3 câu ca dao tục ngữ hoặc thành ngữ liên quan đến chủ đề ngày hôm nay là cơn mưa. Hết. Xin mời Minh Ngọc. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Thì râm hay thì thôi? Thì râm. Đúng là lập trường vững vàng. Em rút kinh nghiệm. Rồi gì nữa? Nắng, 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 mưa, nắng, mưa. Nắng không mưa. Nắng không ưa, mưa không chịu. Nắng không ưa, mưa không chịu. Hoặc là nắng không ưa, mưa không chịu. Đó là câu thứ hai. Dạ, câu thứ ba là tháng 3 mưa đám, tháng 8 mưa cơm. Chính xác. Với sự liệt kê vừa rồi mang về cho Minh Ngọc 20 điểm nữa, xin chúc mừng. Không, không, 10 điểm thôi. Còn 10 điểm của anh tại nãy mới nhắc. Có người nhà đâu. Lâu lâu người nhà hỗ trợ người thân một chút xíu đi. Chơi mà hãy dắt người nhà quá. Chúng ta hãy đến với câu cuối cùng ở vòng khởi động. Xin mời nhìn lên màn hình và để xem đây thể hiện câu tục ngữ gì. Hết. Xin mời anh Chiếc. Anh thấy cái hình thôi nha. Dạ. Bắt ếch trời mưa. Cái chữ trời mưa nghe nó bình thường lắm, nó mưa gì mới được. Bắt ếch đúng rồi nè. Bắt ếch mưa rào. Chính xác, bắt ếch mưa rào. Ồ, đúng chưa? Thấy mưa nặng hạt ha, mưa rào. Thấy mưa rồi đó. Mưa dọc mưa rất là lật, lớn. Lật đi anh, lật điểm nha anh. Mưa đi kìa, được nhìn sao chưa này, tự nhiên mà nhìn cái hình mà nói như vậy tôi không biết sao nữa đây nè. Để lật điểm trước đi rồi nói. Đó, bây giờ nè, với cái hình này đúc kết được cái câu này 4 chữ. Thì anh hiểu như thế nào khi mà ông bà mình gửi gắm cái câu này cho chúng ta? Bắt ếch mưa rào. Theo như kinh nghiệm mà người miền Tây, anh ở miền Tây á. Dạ. Thì anh thường mà khi mà cơn mưa đầu mùa á, là cơn mưa rào đi qua thì ếch nó bắt đầu nó sẽ đi ra. Đó. Thì mọi người sẽ tranh thủ bắt những con ếch con nhái những cái lúc mà mưa rào vừa xong. Ví dụ mà những cái ngày mà không phải mưa rào để bắt ếch là không có ếch mà bắt luôn á. Đúng rồi. Phải canh mưa rào mới bắt được ếch. Và đó là những cái sự phân tích dựa vào con ếch. Còn cái nghĩa rộng hơn nữa đó chính là cái việc tính toán làm sao làm việc đúng lúc, đúng nơi, đúng thời điểm sẽ có hiệu quả cao. Giờ nào việc đó. Đúng rồi, chính xác, rất là hay. Và chúng ta đã hoàn thành 5 câu hỏi ở vòng khởi động và có số điểm như sau: 40 điểm của Minh Ngọc và 60 điểm của anh Minh Chí. Xin chúc mừng. Trời ơi, anh ấy tự hào ghê chưa? Mới có vòng 1 để em hồi hộp quá à. Em ơi đừng có lo, thường anh vậy đó, đầu dâu đưa chuột, vòng sau không có biết gì đâu, đừng lo. Đã còn nhiều điều bất ngờ phía sau đang chờ đợi chúng ta. Đó chính là vòng thứ 2 mang tên câu chuyện tình huống.
Trời đất ơi Tài ơi, con làm cái gì con chạy dữ vậy? Mẹ, con mới đi học về. Sao mà ướt nhẹp vậy? Thôi, tự nhiên trời đang nắng chang chang cái nó mưa bất chợt luôn. Mà con quên không có đem theo áo mưa. Cái thằng, hồi sáng mẹ dặn con là mang áo mưa rồi mà. À, con biết rồi nhưng mà tại trễ giờ học cái con đi lẹ quá con quên. Mà với lại hồi sáng này đi là trời nắng dữ lắm mẹ. Con nghĩ là đâu có mưa đâu. Ngày hôm qua mẹ ra mẹ đứng ở ngoài đây mẹ dòm lên là mẹ thấy trời mưa rồi mà mẹ nói con không có chịu nghe. Con xin lỗi, con cứ tưởng là mẹ nói giỡn không á. Giỡn cái gì? Không lẽ mẹ từng tuổi này rồi mà đi mẹ giỡn với con? Mẹ nói rồi, hồi tối hôm qua mẹ ra ngoài mẹ đứng ngoài đây nè. Mẹ dòm lên á mẹ thấy trời á thì nhiều mây mà ít sao. Mẹ nói là mưa mà mẹ nói con rồi con bỏ ngoài tai vậy á thiệt. Ủa, vậy nếu vậy mai mốt mà trời ít sao mày, ủa ít sao mà nhiều mây là có mưa, vậy là ít mây mà nhiều sao là không mưa đúng không mẹ? Đúng rồi, đừng có hỏi nữa. Bây giờ á, ông bà người ta dặn sao, không có sai đâu, cứ nghe gì vậy đi. Giờ đi vô trong thay đồ đi, ngồi ở đây một hồi nó thấm nước mưa vô rồi bệnh á. Dạ, không biết rồi, mốt con sẽ nghe lời mẹ, vô thay đồ á. Còn với cái Rồi sao nè, không biết là hai người chơi của chúng ta đã hườm hườm được cái câu gì đó liên quan đến em là em biết rồi đó. Biết rồi đúng không? Biết rồi đó. Biết rồi đúng không? Thông qua cái này là em biết rồi đó. Đúng rồi đó. Thì coi có khẩu lệnh bấm chuông chưa để đợi á. Biết luôn anh, biết. Biết luôn, tôi biết luôn á. Biết luôn. Ở rồi bây giờ là với cái tiểu phẩm này nó khá là rõ ràng rồi. Cái quan trọng là giờ mình nhanh tay mình bấm chuông thôi. Đúng rồi. Chắc hẳn là quý khán giả cũng có đáp án cho mình rồi đúng không? Đó, bây giờ là gần khán giả có cái chuông nào là cứ bắt đầu bấm đi, coi ai bấm nhanh hơn nha. Bà nãy nó kêu tiểu phẩm nói gì ta? Tiểu phẩm nói gì ta? Tiểu phẩm nói gì à? Thời tiết rồi em. Thì đó, đương nhiên rồi, thời tiết bữa nay mưa là phải thời tiết thôi. Nhưng mà ý là nó thời tiết mưa này nó dựa trên gì ta? Dựa trên thiên văn đó em. Trên ở chảnh á. À, ở chảnh á. Ở chảnh á. Là gì ta? Dựa trên đó ta? Là trên trời thì có gì? Có gì? Có nhìn ra đó. Đi chỗ một vì sao. Vì sao đúng không? Đó. Hết. Đúng là được chứ anh, đúng là nhanh tay. Thấy chưa? Em nể anh chưa? Hay trả lời lắm. Bây giờ đọc đáp án sao em nể anh hơn thế nào? Hy vọng là chính xác nhé. Đưa ra đáp án của mình. Theo như phân tích của hai mẹ con vừa rồi thì anh nghĩ đó là một câu nói của nhân gian. Đó là đông sao thì nắng, vắng sao thì mưa. Đúng không? Hết rồi. Minh Ngọc có đáp án nào khác không? Dạ em nghĩ y chang vậy đó anh. Y chang vậy đúng không? Dạ. Tại vì hồi nãy chị đó là nói là hôm qua là mẹ đã thấy là ở trên trời là vắng sao nhiều mây rồi. Đó, cái câu thoại nó vậy đó. Cho nên là mà trời mưa thì cái anh đó ảnh mới nói là vậy thì bữa nào mà trời sao nhiều là nắng đúng không mẹ? Thì là rất là phù hợp với câu này luôn. Từ những chi tiết đó mới ra đáp án của mình. Và đó là đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng anh Chiến. Lật liền 100 điểm dành cho anh luôn. 100 điểm? 100 điểm. Là 160 điểm hả em? Dạ đúng rồi. Tuyệt vời. Em ơi, anh lên một tầm mới rồi. Vậy trước khi đến với những tầm cao tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái câu này. Lý do tại sao mà đông sao thì nắng mà vắng sao thì mưa? Mình lý giải đi Minh Ngọc. Dạ. Minh Ngọc hiểu như thế nào về câu này? Dạ, tại vì hồi đó là nhà em là làm bánh tráng. Xong rồi trời nắng á, thì mùa nắng thì không sao, mùa nắng thì phơi bình thường, không cần coi gì hết. Nhưng mà tới mùa mưa á, là tối tối là ba em sẽ ra coi trên trời có nhiều sao hay không. Bữa nào mà có nhiều thiệt nhiều sao á, thì mới pha bột để tráng bánh. Còn bữa nào mà thấy ít sao á, thì không có pha bột. Tại vì để bột mà không tráng được á, bánh nó sẽ hư. Bởi vì không có nắng là không phơi được bánh. Bỏ đi ngủ luôn. Bỏ đi ngủ luôn làm gì nữa chứ. Không, bữa đó lo, không ngủ được, lo. Thấy mưa rồi thấy lo, tin ơi rồi. Ai mà buôn bán kinh doanh thấy mưa cũng lo nữa. Và với đáp án vừa rồi mang về cho anh 100 điểm. Và hiện tại anh đã có 160 điểm. Chúc mừng anh Chiết. Anh tính lật nó hay vậy? Anh tính lật nữa đi. Anh sẽ có cơ hội lật nữa khi mà chúng ta đến với vòng chơi cuối cùng mang tên Đi tìm ô chữ. Xin mời. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ. Và chúng ta đang ở vòng cuối cùng mang tên Đi Tìm Ô Chữ. Nhiệm vụ của hai người chơi đó chính là đi tìm từng ô chữ một. Chúng ta sẽ có 14 ô chữ, đó chính là một câu ca dao. Mỗi một ô chữ sẽ tương ứng với một câu hỏi phụ. Lần lượt người chơi sẽ cùng trả lời những câu hỏi phụ đó. Nếu như trả lời đúng, chúng ta sẽ có được 10 điểm và có được cái ô chữ đó ở trong tay. Và chỉ có một mình biết mà thôi. Nếu như chúng ta đã khám phá được hết 14 ô chữ
mình có đáp án là câu ca dao đó chính xác là gì. Nhanh tay bấm chuông để giành quyền trả lời, không cần phải đợi khẩu lệnh hết của MC. Nếu như trả lời đúng, chúng ta được 200 điểm và có thể trở thành người chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay. Còn nếu như trả lời được hết 14 câu hỏi phụ mà vẫn chưa biết đáp án câu ca dao là gì, chúng ta sẽ bắt đầu trao đổi con chữ với nhau bằng cách mua bán con chữ dựa trên số điểm mà mình đang có. Và chúng ta có 14 ô chữ, trong đó có một ô may mắn. Không cần phải trả lời câu hỏi phụ vẫn có được 10 điểm và có con chữ đó luôn. Wow. Và bây giờ chúng ta hãy đến với sự lựa chọn đầu tiên, đó chính là Minh Ngọc. Xin mời Minh Ngọc lựa chọn con số cho mình. Dạ, được. Em chọn số 6 đi. Ô số 6, câu hỏi phụ ô số 6 cho Minh Ngọc như sau. Điền vào chỗ trống: chớp đông nhây nháy gà gáy thì mưa. Chính xác, mưa. Chủ đề nhà này không mưa thôi luôn á. Yeah. Rất là dễ, không có gì khó biết chứ. Trời á. Không luôn. Ủa gì hả? 10 điểm dành cho Minh Ngọc. Dạ. Xin mời anh Minh Chiết lựa chọn cho mình. Anh chọn ô số 5. Tháng giêng là tiết mưa xuân, đẹp người thục nữ thanh tân má hồng. Dạ chính xác, má hồng. Má hồng liền. Hay quá ta. Ủa vậy là anh cũng... Chúc mừng anh đã có thêm 10 điểm. Anh cũng anh cảm ơn em. Giờ anh có 10 điểm nữa rồi em ạ. Xin mời Minh Ngọc đi chọn. Dạ em chọn số 4. Nắng mưa là bệnh của trời, ruộng khô nước cạn tại người không. Không gì? Không. Bây giờ là ruộng nước cạn tới nơi rồi thì tại cái người đó không. Không tưới. Không tưới thì là gì? Cái chữ tưới là nó kỳ không? Coi như là nắng mưa là bệnh của trời, ruộng khô nước cạn tại người không tưới. Tại anh đọc câu đó em nhớ câu khác y chang vậy đó. Cho Minh Ngọc thêm một cơ hội nữa. Cái người đó đứng ra làm hết tất cả mọi thứ thì phải dùng một cái từ là ruộng khô nước cạn tại người không. Tại người lo mới lo. Là chính xác. Ủa mà em được không anh? Được. Mà hay chữ lo nó hay không? Dạ. Cái chữ lo nghe nó thương lắm, nghe nó quan tâm dữ dằn lắm kìa. Xin mời anh Minh Chiết lựa chọn. Anh lựa ô số 11. Ôi ô số 11 là ô may mắn, xin chúc mừng anh. À, sao vậy trời ơi. Trời em ơi nhìn đi. Mọi người nhìn đi hả? 10 điểm dành cho anh. May mắn nha. Xin mời Minh Ngọc lựa chọn. Dạ em chọn ô số 2. Ô số 2. Đêm qua chớp bể mưa nguồn, đấy vui có biết đây buồn hay. Hay không? Chính xác, hay không? Hay dữ vậy ta. Trời ơi. Dạ cảm ơn anh. Không, hai bé lẹ làng ghê chưa? Lật là liền, điểm là lật liền. Anh chọn con số 9. Trời nắng chống mưa, trời mưa chống. Từ từ nghe này phải bình tĩnh nha. Trời nắng chống mưa, trời mưa chống. Buổi chiều mà nó mưa cái lạnh thấy liền luôn, mưa xong cái thấy liền luôn á. Trời mưa chống mát. Không, dạ. Không mát lắm. Em biết. Nó không mát lắm. Em thử. Ví dụ mà 3 giờ bình thường đến 5 giờ thì anh vẫn thấy nó rất là rần đúng không? Nó vẫn cái mọi thứ đó, em không để nào nói cái chữ ngược lại được, tại vì nói chữ ngược lại trời là mưa. Đó, khi mà 3 giờ mà mưa cái là tự nhiên anh thấy hết ngày rồi đó. À. Trời mưa chống. Chống tối. Chính xác, chống tối. Nhưng mà tôi cũng đúng. Đó, đúng. Mà cũng gian nan lắm. Gian nan lắm, phải đoán mấy. Cảm ơn em. Mà rõ ràng như vậy luôn, cảm giác là mỗi một buổi chiều mà tầm 2 giờ mà mưa cái tự nhiên là hết ngày đó. Đúng dạ. Rồi. Thấy cái trời nó cứ ui, nó cứ tối hoài à. Rồi xin mời Minh Ngọc lựa chọn. Dạ em chọn số 8. Ô số 8. Cóc nghiến răng, đang nắng thì mưa. Chính xác, quá sao dễ. Sao em được mưa hoài vậy Ngọc? Trời ơi, tao đã bắt mưa. Em được mưa hoài vậy. Dạ tại nhưng mà khác thì em khó lắm. Rồi lập đi em. Xin mời anh Chiết ạ. Anh chọn số 1. Đành lòng đẹp dạ anh chưa, làm cho em đứng giữa mưa em. Buồn. Không có buồn, mặt không có buồn nghe. Mặt không có buồn. Nhưng mấy em chờ. Chính xác, em chờ. Cái mặt em đang có những sự chờ đó. Chúc mừng anh. Cảm ơn em. 10 điểm dành cho anh luôn. Rồi. Xin mời sự lựa chọn của Minh Ngọc. Dạ em chọn số 10. Mưa lúc nào mát mặt lúc đó. Chưa chính xác. Nhanh quá nó sai rồi. Nhanh quá đúng không? Cho thêm lần nữa nha. Mưa lúc nào mát mặt lúc đấy. Chưa chính xác luôn. Bây giờ câu hỏi dành cho anh Chiết nè. Mưa lúc mưa nào mát mặt lúc đây hả? Đây hả? Không biết. Không biết. Biết đáp án là chắc hai người tức chết luôn á. Thôi em xin giữ cái con phong bì số 10 này lại đi để đáp được tăng phần kịch tính. Rồi. Đáp án của chúng ta là mưa lúc nào mát mặt lúc ấy. Lúc ấy. Lúc ấy. Nãy nó lúc anh định nó lúc ý mà nó kì. Xin mời sự lựa chọn từ anh Chiết.
Anh chọn số 13. Số 13. Khi mưa khi nắng luôn tuồn, người buồn lại gặp cảnh buồn chớ trêu. Chính xác. Trời ơi, chớ gì có trêu thôi, chứ không còn gì nữa chứ. Vậy nó còn chớ gì nữa đâu anh. Cảm ơn em. 10 điểm dành cho anh. Xin mời Minh Ngọc điểm. Dạ, em chọn ô số 12. Trời mưa chánh chắn, trời nắng chánh. Chấm chấm. Đen chính xác. Sao mà rặn quá từng chữ. Đen. Còn dám chắc đáp án của mình. Bị lung lay á. Này, cái câu này có ý nghĩa rằng là kinh nghiệm để di chuyển trên đường để tránh sụp hố hoặc là dấp, tránh bị trượt ngã. Khi mưa, những vũng nước thường phản chiếu ánh sáng có sắc trắng, có màu trắng. Khi trời khô ráo thì nên tránh những khu vực thẳm màu vì nơi đó là một bãi chất thải hoặc là một chướng ngại gì đó. Đi đường, quan sát. Đó. Xin mời sự lựa chọn của anh Triết. Thì số 7 đi em. Số 7. Mưa dầm lâu cũng 3 chấm. Mưa dầm lâu cũng lục. Chính xác. Mưa dầm lâu cũng lục. Được 10 điểm phải không em? Được 10 điểm đó anh ơi. Lật liền. Xin mời Minh Ngọc. Dạ, em chọn số 14. Xin trời đừng nắng chớ mưa, râm râm gió 3 chấm cho vừa lòng tôi. Đó, cho vừa lòng. Gió mát. Chính xác, gió mát luôn. Dựa trên cái tâm lý dạ, của mình đúng không? Tâm lý gió mát. 14. Yeah. Đúng là nắng không ưa, mưa không chịu rồi, ha. Em lên được hàng đúng 3 rồi. Đúng rồi. Dạ bây giờ chúng ta chỉ còn số 3 mà thôi. Câu số 3 dành cho anh Minh Triết như sau. Trời mưa cho lúa thêm bông, cho đồng thêm cá, cho sông thêm đầy. Chưa chính xác. Nó có thêm một cái gì đó là danh từ, còn này là tính từ. Cho sông thêm thuyền. Chính xác, cho sông thêm thuyền. Ôi, gợi ý như vậy lại đúng đấy rồi em ơi. Lại đúng rồi. Quá đi. Ê. Chúng ta đã tìm ra được 13 ô chữ trên 14 ô. Và bây giờ nếu như chúng ta có đáp án, nhanh tay bấm chuông để giành quyền trả lời để có được 200 điểm nếu như trả lời đúng. Còn nếu như những chữ còn lại chúng ta chưa biết thì hãy thương thảo mua bán chữ với nhau bằng những con điểm mà mình đang có. Khoa muốn có ô số 10 không ạ? Dạ muốn à. Muốn em? Dạ em bán 50. Ghẻ ghẻ đi cỡ 10 điểm đi anh. 10 điểm mà 20. Mười đi, tại vì anh lấy 20, tại vì nhiều điểm quá em. Đúng rồi, anh đang đấu thầu nha mà. Đây 10 điểm nha, 20 dành cho anh. Mình rồi còn 2.1. Rồi hiện tại mình đang hoang mang cái ô chữ nào thì mình có thể thương thảo người bạn kế bên để mình mua con chữ đó. Anh số 7 anh sao anh ơi, anh Chiến. Ơi em ơi. Chiến ơi, số 7 á. Số 7 anh bán em 10 điểm được không biết em sao? Em có nhiều điểm? Em ít điểm lắm. Em ít điểm hả? Vậy anh bán nhiều một chút thôi. Ý em bán 10 thôi. Rồi bán gì bán 10, bán 20, 30 kia bán 10. Ừ 20, 30. Anh mới mua nãy là 20, bây giờ anh mới bán lại 20. 20. Em số 7 20. Chốt đơn. Chốt đơn. Rồi bán luôn. Rồi xin mời anh trao đổi con chữ. Rồi xin mời. Số 7 ha. Số 7. Để coi. Sao cái mắt của anh rất là kiểu là để coi làm được tới đâu. Không có đâu, ảnh làm bộ gì vậy trên xuống đây nè, anh nghiêng nghiêng mình này nè. Chữ đổi chữ không? Bây giờ anh lấy số 8. Rồi, em lấy anh lấy số mấy? Em lấy anh lấy số 8. 8 hả? Em số số 10, số 10 đi. Số 10 luôn. Giờ mình đổi nhau đúng không? Đổi ngang đúng không? Xin mời trao đổi chữ. Phải cầm cái bao thơ mới được chứ như sao vậy? Sao mà cảm giác đời không tin tưởng nhau vậy? Rồi, mở ra lẻ. Em ơi, bây giờ mua nửa nha, đổi nữa không em? Đổi. Anh lấy số 6 đó em lấy số gì không? Anh lấy số 6 hả? Ừ. Em lấy số 9 đi. Số 9 luôn, số 6 luôn, số 9 rồi. Nhanh em ơi, chương trình có thời lượng em ơi. Em đừng có lâu quá. Sao á? Số 13 đi, đổi không? Hay mua đi hả? Cho em mua số 13 của anh được không? Chị mua số 13, em nôn lắm rồi, em nôn lắm rồi. Rồi bây giờ cho anh rồi anh lấy số 12 của em lấy số 13 của anh đúng không? Rồi 12, 13, xin mời trao đổi. Đã biết. Gớp rẻn mà. Gớp rẻn nha, cái này là nhanh tay lẹ chân nha. Anh đổi cái nào. Anh không biết là nói đại nhé. Dạ. Mà nói đại được khó. Anh chỉ có duy nhất một lần đưa đáp án mà thôi. Rồi, trời mưa, nước chảy quanh đình, hợp tan từng lúc
bất bình mà chi? Đó mới là đáp án chính xác, xin chúc mừng anh. Và với đáp án vừa rồi đã mang về cho anh Minh Chiết 200 điểm nữa, xin chúc mừng. Chúc mừng anh. Cái câu ca dao này nó diễn tả cái sự biến đổi không ngừng của vạn vật trong cuộc sống. Có những thứ mình không thể kiểm soát được và cũng không nên quá phiền muộn và mình trách mấy cái chuyện này. Đó, có những cái là nó luôn thay đổi như thời tiết như vậy. Trời mưa nước chảy quanh đình, hợp tan từng lúc bất bình mà chi. Ừ. Nhưng chị đừng màng tới mất nó công. Nó tới đó. Thì nó tới thôi. Ờ, nó tới thì nó tới thôi. Cuộc đời mà, đúng không? Mình chấp quá tự nhiên mình tự chuốc khổ cho mình. Mình tự suy tư lo lắng. Và đó là ý nghĩa mà ông bà mình đã gửi gắm trong cái câu ca dao này. Và với đáp án vừa rồi, nó mang về chiến thắng cho anh Minh Chiết với 430 điểm. Xin chúc mừng. Xin mời anh Minh Chiết cũng như là Minh Ngọc mình bước lên phía trước để nhận phần thưởng của chương trình ạ. 2 triệu dành cho người về nhì, 4 triệu dành cho người về nhất trong chương trình ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn ạ. Nhưng mà không sao, ngay từ lúc ban đầu là em nói em tới đây để em học hỏi mà. Cho nên là bình thường thôi. Ngày hôm nay mình học hỏi được nhiều không nè? Dạ nhiều, em có rất là nhiều cái câu mà đó giờ em chưa nghe lần nào. Nhưng mà cũng có mấy câu mà hồi đã nghe nhiều. Đã nghe nhiều rồi. Là mấy câu trả lời đúng anh. Ôi là cũng có những câu mình chưa nghe mà mình vẫn trả lời đúng đó thôi. Mình đoán. Mình đoán, mình dựa trên những cái nhân sinh quan, cái sự quan sát của mình, cái sự mà mình đọc làm sao nó thuận miệng, nó vừa tai là tự nhiên nó ra được một câu ca dao tục ngữ của ông bà mình. Dạ đúng rồi, với tại đây là đoán ca dao. Đúng rồi, mình cứ tự đoán mà rõ ràng phải đoán. Rồi, cảm ơn chương trình đoán ca dao tìm tục ngữ. Cảm ơn Lập, cảm ơn Ngọc đã hôm nay cho anh được cái giải thưởng này. Và hôm nay là Triết học được rất là nhiều cái câu mới và lần đầu tiên nghe. Dạ. Nhưng mà cũng cảm ơn là hỗ trợ của hai bạn để đi về đích đi được 4 triệu đó Ngọc. Dạ, hy vọng rằng là với những câu ca dao tục ngữ hoặc là thành ngữ vô cùng mới mẻ này có thể giúp cho cái sự nghiệp diễn sân khấu của anh nó sẽ càng nó đa sắc hơn. Nó sẽ được vận dụng cho những vai diễn của mình và có thể gửi gắm đến thật nhiều khán giả khi xem kịch nữa. Cảm ơn Lập. Cảm ơn anh Minh Chiết rất nhiều, cảm ơn Minh Ngọc rất nhiều để mang cái sự dễ thương dễ dợm đến chương trình ngày hôm nay. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu thương, yêu thích đón chờ chương trình của chúng tôi trong khung giờ phát sóng vô cùng quen thuộc 19:15 và mỗi tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin mời quý khán giả cùng điểm lại những câu ca dao tục ngữ trong số phát sóng này. Mình là Kim Nhã. Xin chào mọi người, mình tên là Lê Nhân, mình là một diễn viên và một dựng phim. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là lời khen và mỉa mai. Khen cho chàng đã to gan, thuyền không có lái, lo toan vượt vời. Con hát mẹ khen hay.